Tại chặng đua chính thức tại Áo Grand Prix cuối tuần qua, check limit, giới hạn đường đua là cụm từ có lẽ được nhắc tới nhiều nhất tại trường đua Red Bull Ring, đặc biệt là tại khúc cua số 10, khi không ít lần các tay đua đã mách đối thủ vượt qua giới hạn đường đua ở khúc cua này. Và vừa rồi thì Norris vừa mách với các kỹ sư đội đua của mình rằng là Hamilton đã 3 lần vượt qua check limit. Cũng mách với các kỹ sư của mình rằng là Perez đã đi ra khỏi limit ở khúc cua số 10. Và ngay cả các kỹ sư như của đội đua McLaren cũng đã gợi ý cho Lando Norris về việc để ý các tay đua đối thủ về giới hạn đường đua. Đây sẽ là thứ làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả tại trường đua ở Áo. Điều đáng chú ý còn lại chính là Max Verstappen đã giành pole và chiến thắng tại Speedway. Verstappen vẫn tiếp tục thể hiện tốc độ áp đảo với phần còn lại kể từ khi bắt đầu chặng đua. Dù đã có lúc để Charles Leclerc vừa lên khi tay đua Ferrari tận dụng Virtual Safety Car, tuy nhiên khoảng cách 6 giây đã bị Verstappen thu hẹp. Và sau đó, tốc độ khủng khiếp của tay đua người Lan đã nhẹ nhàng vượt qua Charles Leclerc để giúp anh lấy lại vị trí số 1. Kể từ đó, không còn bất kỳ cơ hội nào dành cho các tay đua còn lại với việc bám đuổi Max Verstappen. Thậm chí, khi chỉ còn 3 vòng đua nữa là kết thúc và khoảng cách với Charles Leclerc lên tới 23 giây, Max Verstappen còn tự tăng độ khó trước cuộc đua của chính mình khi quyết định có thay lốp mềm để giành lấy fastest lap. Và sự mạo hiểm đầy tự tin của Max Verstappen đã thành công, giúp tay đua này giành trọn 26 điểm ở cuộc đua tại Red Bull Ring. Và tổng số điểm tại chặng đua Áo là tối đa dành cho Max Verstappen với việc giành pole, thắng Speedway và chọn điểm tại cuộc đua chính thức. Đây cũng là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Max Verstappen và cũng là lần thứ 7 anh giành vị trí cao nhất trên bục podium sau 9 chặng ở mùa giải 2023. Trong khi đó, dù rất nỗ lực, nhưng Charles Leclerc đành hài lòng với vị trí thứ 2, đánh dấu lần thứ 2 ở mùa giải này, tay đua Ferrari được đứng ở trên bục podium. Người đồng đội của Max Verstappen là Sergio Perez cũng đã mang đến một pha lội ngược dòng ngoạn mục, đưa anh lên vị trí thứ 3 sau khi xuất phát ở vị trí thứ 15, kết thúc chuỗi cuộc đua không thuận lợi của mình và giành podium đầu tiên kể từ Miami Grand Prix. Về đích ở vị trí thứ 4 là Carlos Sainz sau khi phải nhận án phạt 5 giây do vượt quá giới hạn đường đua. Lando Norris thì được khán giả bầu chọn là tay đua xuất sắc nhất chặng khi đã có thể về đích trong top 5, trong bối cảnh chiếc xe của McLaren không được đánh giá cao và người đồng đội của anh PSG chỉ có thể về đích ở vị trí thứ 16. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng của cuộc đua, bởi sau cuộc đua, Aston Martin đã đưa ra kháng cáo về việc các tay đua vượt qua check limit, giới hạn đường đua. Và các steward đã hoàn thành việc xem xét lại tổng thể các vi phạm check limit diễn ra trong chặng và đưa ra án phạt cho 8 tay đua khác nhau. Cụ thể, Carlos Sainz bị phạt 10 giây, Lewis Hamilton bị phạt 10 giây, Pierre Gasly bị phạt 10 giây, Alex Albon cũng bị phạt 10 giây, Logan Sargeant cũng bị phạt 10 giây, Yuki Tsunoda bị phạt 5 giây, Nick De Vries bị phạt 15 giây và Esteban Ocon bị phạt nhiều nhất với tổng cộng 4 án phạt là 30 giây cộng thêm vào kết quả chung cuộc. Và như vậy, sau những án phạt, kết quả chung cuộc của cuộc đua cũng đã có những thay đổi, khiến Carlos Sainz và Hamilton mỗi người mất hẳn 2 vị trí. Carlos Sainz từ thứ 4 xuống thứ 6, trong khi Hamilton từ thứ 6 bị đẩy xuống thứ 8. Còn với Aston Martin, kết quả khiếu nại của đội đua này đã thành công mỹ mãn khi Alonso và Lance Stroll mỗi tay đua đã được lên một bậc, lần lượt ở vị trí thứ 5 và thứ 9. Với những kết quả này, Max Verstappen vẫn áp đảo hoàn toàn với phần còn lại khi đã giành 229 điểm, bỏ xa người xếp sau là Sergio Perez 81 điểm. Xếp thứ 3 là Fernando Alonso với 131 điểm và thứ 4 lúc này là Lewis Hamilton với 106 điểm. Còn trên bảng xếp hạng đội đua, Red Bull hoàn toàn thống trị với 377 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Mercedes tới 199 điểm. Xếp thứ 3 lúc này là Aston Martin với 178 điểm và thứ 4 là Ferrari với 154 điểm.